Hello các bạn biết con gì đây không? Đấy, một tập đoàn. Đây là tập đoàn mối. Nó lên nó ăn cái gỗ này này. Mưa ẩm nó quê. Ngay bờ sân nó lên một tập đoàn này luôn. Cái này có con gà nhỉ? Con gà cho nó ăn thì ôi giời ơi, đâu quá ngon luôn. Một đàn ăn. Hôm nay thấy một con tướng này, con tướng. Con không phải là tướng mà là con gì nhỉ? Chỉ huy à? Ừ, con mối chỉ huy khá to đâu ấy. Nó lại chui xuống rồi. Nó cho đoàn đệ tử này nhai cắn gỗ. Bài lên mặt đất. Chỗ này bị nứt nó lên. Hai con này đang cắn cả lá xanh, lấy cả lá xanh luôn, như ở khân này. Con này đi trinh sát à? Răng nó khỏe lắm,